Dạ ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Cày Zombie. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ đánh con thần điện Tây Ương lại cho anh em coi. Các em cứ cứ vô nói là mình có làm clip mà mình đánh nó không xi nhê gì hết trơn, hay là bị nó giết. Thật sự thì là do anh em chưa bình tĩnh, chưa biết cách đánh. Đầu tiên thì anh em phải có một bộ đồ Diêm Vương ha. Bộ này hiện tại mình đang bán, và anh em nào mà mua thì mình bán nguyên set luôn nha anh em. Mình bán nguyên set luôn cho anh em ha. Với giá là 65 chiếc lá, rất là rẻ luôn nha anh em. Anh em nào mà mua thì liên hệ phía bên dưới mô tả, mình có để số điện thoại, anh em liên hệ Zalo hoặc là anh em có thể là nhắn tin comment phía bên dưới cho mình. À rồi ok, giờ mình sẽ vô mình đánh nó cho anh em coi. Con này thì rất là đơn giản, chả có gì khó hết. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đánh này. Anh em là đầu tiên lấy cục lửa nha. Rồi mình sẽ húp con này. À, một số anh em bảo mình làm lợi đi, thì làm lợi cho anh em coi này. Đó, mình nhảy nhảy tới xong mình bắn nó, mình hồi máu, rất là đơn giản luôn thấy không? Đấy. Nó đánh mình cũng đâu có mất máu nhiều đâu. Còn nếu mà anh em sợ mất máu nhiều thì anh em cứ di chuyển né nó. À, anh em né nó bình thường thôi, không có gì hết. Nó chém thì nó sẽ báo trước cho anh em né thôi. Đó, thấy không? Nó chém xung ở ngoài thì mình lại gần nó. Nó chém nó chạy lên trên thì mình chạy xuống dưới. Đơn giản không? Đâu có gì đâu không? Rồi, bắn tiếp. Đó, mình đánh nó nhẹ nhàng luôn anh em. Đây lỡ nó chém trúng thì mình hồi máu thôi. Tại vì là cái bộ đồ Diêm Vương á là nó đã hồi máu sẵn cho anh em rồi, nó đã có cái cơ chế hồi máu cho anh em rồi. Đó, thí dụ mà anh em chém lộn thì nó chém anh em thôi, chứ mà nó cũng đâu có tới mức nào đâu. Thấy không? Bình thường thôi, mình đánh nó nè. Đó anh em thấy không? Bắn rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn. Không có gì gọi là phức tạp hết. Đứng bắn nó thôi là xong rồi. Nó chém bên ngoài thì mình bắn bên trong. Nó lỡ chém trúng thì mình hồi máu. Thấy không? Anh em thấy không? Nó hồi máu bình thường mà. Đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Cứ đánh thôi. Rồi giờ nó biến thành con quái vật rồi nè. Thì mình đứng gần nó thôi. Nó chém bên bên trái thì mình néo qua bên phải xong mình quay lại. Nó chém bên ngoài thì mình nó chém bên trong thì mình chạy ra ngoài. Đó. Nhưng mà chém trúng thì mình cứ hồi máu thôi, không có gì đâu. Nhưng mà phải đánh nó nhanh nhất có thể nha anh em đừng có nhây với nó. Con này mà anh em nhây với nó hồi máu lại là anh em mệt mỏi á. À, mình đánh rất là thoải mái luôn. Ngon lành ha. Này, nó biến lửa thì nó chém nè, nó chém toàn map nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nó chém mình chừng nửa cây à. Đó, nó chém xong rồi nó cũng chết à. Anh em thấy rất là đơn giản không? Đó, vậy là mình được này, được đá này, được nhẫn này, được kiếm này. Quá trời quá đất luôn. Rồi ha, rất là đơn giản luôn. Anh em tập đánh cho nó quen. Rồi, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại nha.